Hello, thân mến chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh channel của Kim Minh. Đó, trai của em này nó ngồi bên này trời nắng. Ốc cho ra phơi nắng. Đó, ngồi chơi đó. Rồi, cũng lâu rồi Minh không có làm những cái video nói về hành trình Minh qua Mỹ. Thì ngày hôm nay Minh sẽ làm những cái public đó, vì mấy bữa nay cũng nhiều chuyện quá, lo mấy cái public mà hot hot rồi nó nhiều chuyện nó nói quá. Ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video này nói kể về cái lần đầu tiên mà hai vợ chồng đi chơi. Bữa đó là mình đã kể cho mọi người nghe là hai vợ chồng gặp nhau như thế nào, đúng không? Thì ổng coi mắt mình, xong rồi cái ông kêu bằng ngỏ lời cưới vợ, giống như đi kiếm vợ vậy đó. Thì cái vừa ý vừa mắc quá cái đầu hỏi cưới mình. Rồi xong rồi cái hỏi cưới mình, xong rồi lúc đó mình đồng ý, thừa nhận đồng ý, rồi cái đầu lúc đầu hai bên mới đầu mới đi chơi mới tìm hiểu. Mọi người thấy hai vợ chồng em ngược đời không? Hai vợ chồng em là ngược đời là gì, là ví dụ như người ta làm quen, yêu rồi cưới, đúng không? Còn hai chồng em là cưới xong rồi bắt đầu làm quen rồi bắt đầu mới yêu, theo cái đó nó quay ngược lại như vậy đó. Rồi xong bắt đầu mấy ông hỏi cưới mình, xong bắt đầu hai vợ chồng mới đi chơi. Bữa đó là em nhớ là bữa đầu tiên đi Suối Tiên, hai chồng đi vô Suối Tiên chơi. Tại bữa đó là 4 tây 5 tây, mùng 4 mùng 5 gì đó, thì không có chỗ nào mở ăn uống hay gì hết trơn á, chỉ có Suối Tiên thì nó hơi vui vui, rồi nó có văn nghệ, rồi khung cảnh này cảnh kia cho nó đẹp, mình đi chơi mình chụp hình được luôn, mà nó cũng gần nữa, chạy xe có 10 phút là tới rồi. Thấy vậy cái mấy đầu rủ ông đi Suối Tiên chơi, lúc đó là nhậu. Ổng ngồi ổng nhậu với ba Minh là từ sáng đó, nhậu tới khoảng 11-12 giờ trưa vậy đó. Thì bắt đầu mới rủ đi Suối Tiên chơi. Cái ông nói con cũng muốn đi Suối Tiên thử nó như thế nào, tại con cũng nghe nói chỗ đó nó đẹp lắm mà chưa có đến lần nào. Cái bắt đầu cái cả nhà mới đùm túm đi, là trong đó có mẹ Minh nè, Minh rồi anh hai mình nữa, rồi ba mình, rồi ổng nữa, là 5 người tất cả. Cái đi vô Suối Tiên chơi, mua vé vô. Lúc đó là thời gian đó là ở Suối Tiên vé 40.000 một vé, 40 hay 60 anh, hình như em nhớ là 60 hay 60. Vé là lúc đó là con nít 40 mà người lớn là 60.000. Thì lúc đó là Minh mới mua vé cho tất cả mọi người vô cổng. Cái ổng đi theo sau, trời ơi tò theo sau. Ta Việt Kiều mà, người ta có tiền, cái người ta dành trả tiền, để anh trả cho. Mà mọi người biết sao không? Lúc đó mới quen Minh mà lúc đó là cũng chắc có lẽ là hai bên đã xác định là cưới rồi, cho nên nó hả ổng đưa tiền cho Minh giữ, là Minh giống như Minh giữ thôi, ổng không có biết tiền Việt, ổng không có biết xài tiền Việt. Ví dụ như cái tờ 50 đi, cái ổng không biết tờ 50 á, ổng đưa tờ 10.000, rồi cái mình kêu ổng đưa tờ 10.000, ổng đưa tờ 50, đó là như vậy đó. Cho nên mình nói thôi ông nội đưa tiền cho tôi giữ cho, để tôi trả tiền cho, muốn mua gì thì để tôi trả cho, chứ giờ đưa cho ông kiểu này chắc 2-3 bữa hết trơn tiền. Còn mọi người biết không, người ta nói 20.000 cái ông đưa tờ 500 đó. Thì ở bên Việt Nam mình cái tờ 500 với tờ 20 nó cái màu nó giống giống nhau á. Cái xong cái mình nói thôi vậy thôi đưa em giữ cho. Cái từ lúc đó cho tới lúc mà đi chơi á, là tiền thì tiền trong bóp của ổng, mà mỗi lần móc ra trả là Minh là người giống như mình là thủ quỹ vậy đó. Cái xong cái mình mua bao nhiêu cái mình nói anh phải lấy tờ này vậy nè. Cái chi tiền xong cái người ta dòm vô là người ta dòm, người ta cười, tại người ta dòm là ta biết Việt Kiều rồi, chỉ có Việt Kiều mới biết xài tiền Việt của mình thôi. Tại vì giống như là lâu lâu về thì không có biết xài cái tiền Việt thôi, chứ nếu như về nhiều thì sẽ biết được cái tiền Việt mình mà sẽ quen. Cái xong cái người ta dòm là ta biết rồi. Rồi cái đi vô trong đó hả, cái ông nói sao người ta dòm anh quá trời vậy em. Em nói tại đẹp trai anh ta dòm á. Cái ông nói, ông cười tủm tỉm, ông nói đúng rồi đó. Cái em nói thôi đi cha nội, mới khen chút xíu lên chín lần mai ngồi chảnh à. Cái mình mới gẹo ông vậy, cái ông nói cái ông khoái cười tủm tỉm, mà thật sự lúc đó ông cũng đẹp trai mà cao, mà lúc đó mập lắm. 90 mấy ký á, mà bác bạn biết 90 mấy ký mà tao kiểu không phải mập thịt nha, mập mập cơ á.
tay chân đồ nó bắp thịt bắp cơ thôi chứ không phải là mập bụng đó, cho nên chín mấy ký nhìn cũng gọn bân à. À cái xong cái đi chơi đi đi luôn luôn đi sau lưng mình á, mình là vợ ổng, là nói chung là vợ tương lai rồi, đang chuẩn bị cưới rồi thì coi như là vợ tương lai rồi, mà mình đi với ổng cái mình hồi mình quay qua mình dòm vậy nè, mình kiếm ổng coi ổng đâu, cái ổng đi tuốt cái sau đít mình á, ở phía sau lưng mình á, cái mình hỏi anh đi, anh phải đi ngang em, anh làm gì anh đi sau lưng không vậy, ổng nói anh đi sau lưng anh bảo vệ em. Em nói trời ơi tôi mình tưởng tượng là ổng dẫn mình đi chơi giống như là mình tưởng tượng là mình đang đi du lịch ở Paris Tăng vậy đó, hoặc là du lịch ở mấy cái khu mà đang chiến tranh, mà chiến tranh hoặc là khủng bố vậy đó, mình tưởng tượng y như vậy đó các bạn. Cái ổng đi sau lưng mình, cái ổng cứ đi, mới đầu cái mình lôi ổng kéo lên là chút xíu sau cái ổng tuột xuống dưới, mình lôi ổng kéo lên chút xíu sau ổng tuột xuống dưới. Mình bực bội, cái tới cuối cùng mình đi chơi hả, mình đi ngang hàng với mẹ mình không à, hai mẹ con mình đi tung tăng thì ổng đi sau lưng á, ổng đi sau lưng cái ba mình thấy đi sau lưng thấy tội nghiệp quá, ổng mới đi theo giống như đi chung với ông này để đựng cho ông này buồn vậy đó. Rồi là mình cặp tay mẹ mình đi, còn ổng thì ổng đi sau lưng mình á đó. Đó cái tánh vậy đó. Rồi cái đi vô quán ăn đồ ha, đi vô quán ăn đồ cái ga lăng lắm các bạn, trời ơi ga lăng lắm, cầm bóp hồi lúc đó mình có xài cái bóp vuông vuông dài dài vậy nè, cỡ này mà dài vậy nè mà hai ngăn á, cái xong cái mình xài cái bóp đó là để đựng, tại vì trong bóp đó mình bỏ cái điện thoại vô được, mình bỏ điện thoại vô mình kéo lại được, rồi rồi mình để một cây son ở trong đó được luôn, cho nên là mình hay xài cái bóp đó lắm. Cái nhưng mà cái bóp đó thì nó to quá, không có thể nào bỏ túi được, chỉ có thể cầm thôi, cầm trên tay gì vậy thôi. Cái ông thấy mình cầm bóp thì ông nói là để ông cầm cho. À ông thấy mình cầm bóp vậy cái ông dành cầm, ông nói em cầm diện hồi người ta giật á, người ta giật mất á, để anh cầm cho. Cái ông cầm trên tay mà em mình quay qua mình dòm ổng đi cái tướng á, thì bóng hới à. Mà nếu như mà mình ở bên Việt Nam mình á, mà thời gian đó là ai mà bóng mà tập gym rồi nhiều á, là thường ở cộng đồng LGBT không à. Cái xong cái mình dòm ổng rồi ổng cầm cái bóp nữa mọi người, rồi mang về bút nữa, cái mình nói ở bên Việt Nam mình là thường mấy ông đàn ông thường hay xòe xòa lắm, mang dép rồi còn không thì mang về mọi, chứ ít khi mang về bốt lắm. Ổng thì ổng mang về bốt, cái cổ nó hơi cao khoảng 5 phân vậy nè, cái xong mang về bốt rồi mặc áo quần bỏ vô thùng rồi cầm cái bóp của mình á, bóp nữ nữa. Cái mình đi ở trước mình quay qua mình ở phía sau mình dòm ổng, mình mắc cười, mình thấy mắc cười, mình nói y hệt như cộng đồng LGBT. Y hệt như cộng đồng LGBT. Nếu như thật sự ổng mà người ta nói là ổng là cộng đồng LGBT người ta cũng tin luôn á, tại vì nhìn nó giống lắm. Cái tướng thì tập tạ rồi hả, tay thì cầm bóp phụ nữ nữa chứ, rồi mang về bóp rồi nó theo kiểu ở bên Việt Nam mình mà ai mà đàn ông mà chăm chút với cái vẻ ngoài quá là nó giống như bóng vậy đó. Cái xong cái mình quay qua mình dòm, mình nói với mẹ nhìn ông Xuân nhìn y như mấy thằng như mấy thằng mà mình hay gặp ở ngoài đường. Mẹ nói nhìn cũng giống thiệt. Mà ổng là ổng trai thẳng chứ không phải là công, chứ ổng công chắc giờ này không có thằng này rồi. Cái mọi người biết không, đi chơi cái bữa đó ổng vô quán ăn, vô cái nhà hàng ở trong trong Suối Tiên á, thì ngồi ăn. Mà Minh hồi đó là thời gian đó là Minh không có xài phấn, chưa có xài phấn, cái da mặt Minh trắng lắm, trắng mà Minh chỉ vẽ chân mày rồi xong rồi vẽ một cái đường mi đen rồi gắn mi giả xong rồi tha son thôi, chứ cái nền da là Minh không có xài phấn. Mà các bạn biết cái da nó trắng hồng như là mình đánh phấn hồng vậy đó. Cái xong cái ổng mới ngồi ăn xong cái ổng mới lấy khăn, ổng mới lột miếng khăn ổng đưa cho mình, ổng kêu em lau mặt đi. Không phải là lúc đó là chưa có ăn xong nữa mà mới vô ăn thôi, ổng lột cái khăn ướt ổng đưa cho mình, ổng kêu em lau mặt đi. Ổng thì ổng đi hồi ổng mệt rồi, cái ổng lột cái khăn ra, bắt đầu ổng lau lia lau lịa nè, cái ổng đưa cho mình cái khăn, ổng kêu là em lau. Cái mình mới nói không, em không có lau đâu. Cái xong cái mình để xuống, tại mình không có quen xài cái khăn lạnh đó mà lau mặt. Tại các bạn biết không, thời gian ở bên Việt Nam mình mà cái khăn, mấy khăn lạnh đó mà xài là dễ bị nhiễm khuẩn da lắm, rồi hay bị mụn á. Mà mình thì mình rất là sợ mụn, giống như là mình mới trị hết mụn gần đó thôi, mà bây giờ nếu như mà mình sử dụng cái khăn đó nữa thì mình sợ nó sẽ bị viêm nhiễm da và bị mụn nữa, cho nên mình không có xài. Mình nói thôi em không có xài đâu.
cái một hồi sau cái ngồi ăn xong rồi bắt đầu Minh mới lấy cái khăn đó mình chùi miệng. Thì mình lấy cái khăn đó mình chùi miệng gì nè, mình chùi thì nó ra tới ngoài này lần nè, cái xong mình chùi mình quẹt ngay gì nè, cái xong cái mình mới chùi chùi cái mí mắt nè, mình tại vì mình xài chì á là nó sẽ rất dễ bị lem, cho nên mình lấy cái khăn đó mình chùi dưới mí mắt này nè. Lúc mới đầu sử dụng son phấn á, thì mình không có biết là mình không có để ý tới cái vụ mà bị lem mí mắt, cái nhiều khi cái nó bị dính dính đen cái này nè, nhìn ghê lắm, nhìn giống ai vậy đó. Cái đó, thời gian sau xài quen mỹ phẩm rồi bắt đầu mình biết được là khi mình xài cái đó là lâu lâu mình phải chùi mí mắt để cho nó đừng có bị lem cái mực đen xuống. Tới khi mà mình chùi cái mí mắt rồi, cái ổng dòm vô, ổng để ý lắm nha mọi người, ổng dòm vô cái khăn, ổng thấy cái khăn không có dính phấn. Cái lúc sau ổng mới nói với mình á, ổng nói là bữa đó anh đưa cho em cái khăn, anh tưởng là em xài phấn em không có dám lau, nhưng mà tới khi anh thấy em cầm cái khăn em lau mí mắt rồi lau miệng đồ thì anh nhìn anh mới biết là em không có xài phấn. Cái lúc đó là ổng hỏi luôn, ổng hỏi một câu gì, ổng hỏi hồi nãy giờ anh tưởng em á không dám xài khăn là do là sợ trôi phấn, giống như là em xài phấn rồi em chùi vậy là nó bay hết cái phấn, nhưng mà tới giờ anh mới biết là em không có xài phấn á. Cái em nói ừ em đâu có xài phấn đâu, tại vì cái mặt của em là em để nguyên rồi. Em lúc đó thì ở bên Việt Nam mình hay có cái kiểu là dưỡng kem, mà Minh cũng hay xài kem để dưỡng cho cái da mặt mình nó đẹp á, là mình dưỡng kem nhưng mà mình chỉ xài một lớp kem đó thôi, và các bạn xài khoảng 15-20 phút là cái lớp kem nó sẽ thấm vô cái da mặt mình rồi, là coi như là các bạn có chùi đi chăng nữa thì nó cũng không có dính ra khăn. Còn thời gian sau thì hơi ngựa thì xài phấn rồi thôi, chứ lúc đó là gặp ổng là chưa có xài phấn. Cái đó ổng nói trời ơi, nếu như em không xài phấn mà cái da mặt em được như vậy là đẹp lắm á. Cái mình mới cười cười khoái, nghe ổng khen mình cũng khoái, là công tình mình dưỡng cái da mặt của mình mà mình được khen thì mình cũng khoái, phải không? Mà lúc đó cái da mặt của mình nó trắng hồng, mà các bạn thấy được mấy cái sợi gân màu hồng luôn á. Cái xong cái bữa đó đi chơi về mà là mình mới biết là ổng để ý mình vậy á, để ý. Rồi cái em ổng mới nói là con Minh á là nó xăm chân mày, nó xăm mí mắt, nó xăm môi, rồi nó bơm môi nữa, rồi sửa mũi nữa. Cái mình nói trời đất ơi, cái gì đâu mà cái mặt tôi mà toàn là giả không vậy trời, không có nào là thiệt hết trơn vậy. Cái mình mới nói mình mới nè ha, anh muốn biết ha, chờ tôi để tôi đi tới khi mà ở chung với Minh rồi á, ở chung nhà với cái phần mà ngồi lúc mà chở Minh đi chơi rồi ngồi chờ Minh trang điểm á, thì ổng mới thấy cái mặt mộc của mình khi mà mình tắm xong mình ra mình rửa mặt á, là cái mặt mộc rồi. Cái ổng mới dòm thấy là ổng thấy không có xăm chân mày, không có xăm mắt, nhưng mà môi thì ổng biết không có xăm hay không thì ổng không biết. Cái ổng mới nói em có xăm môi với bơm môi không? Cái mình mới nói không, nguyên si 100%, không bơm, không có xăm gì hết trơn á. Mà lúc đó là mình chỉ xài phấn thôi, xài son thôi. Với phần lúc đó ở Sài Gòn ăn uống đầy đủ hay sao không biết nữa, mà cái môi của mình lúc nào nó cũng hồng hồng, ửng hồng hồng vậy đó. Cái ổng mới nói cháu ổng nói là cháu anh nói em á là xăm môi với bơm môi nữa. Nhìn cái môi dày dày á, giống như bơm môi vậy đó. Cái mình nói trời ơi, môi thiệt của tôi đó, bây giờ muốn coi hình nào nhỏ không, đưa hình cho coi, là nguyên si nguyên thủy 100%. Cái ổng nói là em của anh nói em sửa mũi nữa. Em nói trời ơi, mũi sửa đâu nè, tôi bẻ cho mọi người coi nè, nè mũi thiệt, trời ơi ai mà có lỗ mũi sửa mà xấu như tôi không. Em mới nói cái em nói là cái lỗ mũi người ta sửa là nó phải cao lên, còn cái lỗ mũi tôi nó chỗ này nó thấp, rồi cái chỗ này nó coi được thôi chứ sửa đâu mà sửa. Cái ổng mới nói em, anh nói em xăm chân mại, xăm mắt. Em nói cái đó dễ không cha nội ơi, dễ không đó, không có xăm. Cái cười cái ổng nói ủa gì là em muốn làm gì trên người em hết á. Nó không, nguyên thủy 100%, tôi mà làm rồi tôi còn đẹp hơn nữa chứ không có xấu gì đâu. Cái cười cái mình nói gì ổng ngọn cười. Đó là cái lần đó là lần đầu tiên đi chơi ha, mà mình cũng ấn tượng với ổng là theo kiểu là ổng luôn luôn đi phía sau và ổng luôn theo kiểu canh chừng á, giống như ổng thằng nào cũng là lý thông hết trơn á, cho nên ổng phải đi phía sau ổng canh giống như ổng đi chơi với mình mà mình thấy ổng không có được thoải mái, ổng cảnh giác 24/24 vậy đó. Xong rồi mấy lần sau đi karaoke tối đó, sáng để đi chơi xong rồi tối có đầu mình ngủ đi chơi ăn nhậu đi karaoke. Cái ổng đi với mình, ổng cũng đi ở sau đít, ở sau lưng mình á, ở sau lưng mình nữa. Cái ổng theo kiểu cái thái độ là giáo giác,
đó các bạn thấy giống vậy đó. Cái mình nói trời ơi, mình đi chơi với ổng mà hầu như là mình không có đi gần ổng luôn, ổng ở đâu sau ở sau lưng mình, nó cho ổng không ở gần mình, ổng nằm ở, lúc nào ổng cũng đứng ở phía sau mình á. Cái mình nói giống như mình đi chơi với bạn mình, ổng là bảo bảo vệ hoặc là vệ sĩ đi theo bảo vệ vậy thôi, chứ không phải là chồng mình hay gì hết trơn. Mình thấy mắc cười lắm. Rồi cái ghét rồi mình cứ chút xíu cái kêu đi lên, cái cũng thụt xuống dưới, chút xíu kêu lên cũng thụt xuống dưới. Mình nói kệ cha đi, muốn làm gì đó làm. Đó là cái ấn tượng đầu tiên mà mình đi chơi với ông, mà mình cảm thấy là theo kiểu là cái con người của ông luôn muốn bảo vệ cái người mà ông thương yêu và cái người thân của ông. Rồi á, cái lúc đi chơi á là biết ga lăng lắm, mà mình không biết, mà bây giờ cũng vậy luôn, từ lúc mình sống với ổng tới bây giờ cũng vậy, rất là ga lăng. Ví dụ như ai mà đi chơi với ổng là hầu như là không bao giờ ổng để cho người ta trả tiền, lúc nào ổng cũng dành trả tiền hết trơn á. Mà với bạn của mình thôi nha, bên Việt Nam thôi, còn bên đây thì đi chơi là mình thấy ăn đồng chưa đủ, còn không thì ổng sẽ dành trả. Một là ăn đồng chưa đủ, hai là ổng sẽ dành phần trả về phần ổng. Mà mình thấy là cái mặt của ổng sỉ lắm các bạn, ổng sỉ lắm. Ví dụ như cho nên á hả, nhiều khi mình đi chơi mình nghĩ là hai vợ chồng đi thôi thì khoảng 100-200 ngàn là mình đi vô quán ăn mình ăn được rồi, hoặc là vô một cái quán nướng đồ đó cũng đâu có nhiêu tiền, hai vợ chồng ăn đâu có nhiêu. Ổng không đi các bạn, trong túi ổng lúc nào cũng phải là từng mấy triệu ổng mới đi, còn mấy trăm ngàn không đi, ở thà ở nhà chứ không đi. Cái mình mới thấy là những con người mà họ có cái tánh như vậy, họ cầu toàn, mà họ có cái tánh là đi chơi là phải lúc nào cũng phải chu toàn mọi thứ, và không như vậy là những người đó họ, người ta biết suy nghĩ và người ta biết lo, người ta giống như người ta muốn là lúc nào người ta cũng phải hoàn hảo, lúc nào người ta cũng phải tốt hết á, thì người ta sẽ tự giác đi kiếm đồng tiền để người ta đáp ứng cho cái sĩ diện đó của họ. Thì mình nghĩ là lúc đó là mình đã chọn đúng rồi đó. Mình nghĩ lúc đó là chắc người đàn ông này mình chọn đúng rồi đó. Những người mà họ tiếp xúc với ông này á, là họ thấy được cái tánh tốt của ông và là bản chất chuẩn của một người đàn ông. Cho nên mình nói là chắc cái đó là ông bà ban phước cho mình lấy được một cái người mà mình hằng ao ước. Một cái điều hơi lớn tuổi hơn mình chút xíu, mà mình nghĩ một cái vấn đề là lớn tuổi nó không có là vấn đề gì hết. Vì họ, nếu như những người mà mình đòi hỏi như vậy mà họ từng trải, họ biết đời, họ hiểu chuyện, thì họ phải bị cuộc đời nó vùi dập phong ba nhiều lắm thì họ mới rút ra được những cái bài học như vậy. Thì mình nói là thôi kệ đi, mình đã có những cái tiêu chuẩn mà hơi cao đó với một người đàn ông vậy, thì mình phải bù lỗ với một cái gì đó để mình có được nó. Mà mình thấy cái điều mà mình theo kiểu là mình chưa có đạt được tiêu chuẩn đó thì mình thấy nó cũng còn quá là tuyệt vời. Có nhiều người, cả trăm người, cả ngàn người nhiều khi kiếm chồng đi qua nước ngoài, chỉ đơn giản là qua nước ngoài thôi mà hả, cùi đuôi sức mẻ thì người ta cũng lấy. Còn mình thì mình lấy được cái người đàn ông mà nó đủ đủ chuẩn mực như vậy thì mình quá là tốt. Ông lớn tuổi nhưng mà ông rất là khỏe, ông làm được tiền nhiều. Có nhiều người các bạn biết không, họ lấy chồng á mà hả, chồng của họ hả, đi thiếu điều muốn hết nổi, thì lấy về là chỉ có nước là chăm đàn ông, chăm cái người đó thôi, theo kiểu là họ nằm liệt giường, họ bệnh rồi đó là mình ngồi mình chăm họ thôi, chứ mình đâu thể nào mà là họ kiếm tiền họ cho mình được. Còn cái này là ổng có đủ sức khỏe rồi, ổng lo cho mình nữa, rồi chu toàn mọi thứ. Cho nên hả, không phải là mình lên mình khen chồng mình quá, ổng cũng có rất là nhiều điểm mình vẫn chưa hài lòng, nhưng mà những cái điểm đó mình có thể bỏ qua được. Những cái điểm tốt của ổng nó khỏa lấp được những điểm xấu đó của ổng. Và ngày hôm nay mình kể cho tất cả mọi người nghe về cái câu chuyện lần đầu tiên Minh và chồng Minh đi chơi như thế nào. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Bye bye và hẹn gặp lại vào những video sau. Nhớ đăng ký subscribe ủng hộ kênh của Minh nhé.